Hello, xin chào thầy, mời các trở lại video của Hòa nhé. Hôm nay thì giới thiệu với anh em một con máy cơ xích Echo GC30B nhé. Con này thì hàng Nhật bãi. Máy đẹp các bác nhé. Làm xích còn đẹp luôn, làm bằng nguyên chữ Echo Grand luôn nhé. Mã số series là 002367 anh em nhé. Bao zin hết toàn bộ luôn. Hàng bao đẹp. Bù gì mà zin hết theo máy nhé, zin NGK zin theo máy luôn. Con này là còn cả phanh xích luôn nha anh em, còn phanh xích đầy đủ luôn. Phanh xích còn ok này. Con này thì là dòng tay cụt, nòng của nó là 38 ly nha anh em nhé, 38 ly máy cưa tay cụt của Nhật Bản. Anh em nào cắt cành, tỉa cành, xài gia đình thì xài con này rất là ok luôn nhé. Máy đang hoạt động rất là tốt. Về là chỉ có vệ sinh sạch sẽ bên ngoài thôi nhé. Còn bên trong máy là bao zin hết nhé. Chưa có bung bổ máy gì nhé. Nòng bạc, bê tông, hơi hám bao đẹp hết nhé. Bảo hành 6 tháng. Anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ qua số điện thoại SK Channel cho anh em nghe cái máy con Echo.